Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Sống Khỏe, Sống Tốt. Quý vị thân mến, chăm sóc sức khỏe hay dưỡng sinh chính là công việc quan trọng mà mỗi người cần phải thực hiện kiên trì cả đời. Mục đích là để cơ thể khỏe mạnh và ung dung, sống lâu, sống thọ. Tuy nhiên thì có nhiều cuộc khảo sát cho thấy rằng có nhiều người đang thực hiện việc này sai cách. Tưởng rằng tốt cho sức khỏe, hóa ra thì lại gây hại lớn. Và sau đây là 5 sai lầm nguy hiểm nhất mà nhiều người đang mắc phải, đặc biệt là nhóm người ở lứa tuổi trung niên. Đây là điều cần phải sửa đổi sớm nếu như bạn đang mắc phải. Vậy thì đó là những sai lầm gì? Hãy cùng chúng tôi theo dõi qua video sau quý vị nhé. Thứ nhất, lạm dụng uống thuốc bổ tùy tiện. Có một hiện tượng khá phổ biến, một phần xuất phát từ điều kiện kinh tế khá giả, nên nhiều người hiện nay đã tự tìm mua các loại thuốc bổ về uống như là xu hướng tất yếu của người có tiền biết quan tâm đến sức khỏe. Việc uống thuốc bổ như nhung sâm, các thực phẩm chức năng bổ sung hoặc thậm chí có những loại thuốc được xem là chữa bách bệnh, nâng cao tuổi thọ, có thể sẽ gây họa cho cơ thể nếu không biết sử dụng đúng cách. Khi đến một độ tuổi nhất định, cơ thể dễ bị thiếu hụt các chất dinh dưỡng, thì việc bổ sung thuốc bổ có thể làm chậm sự suy giảm chức năng sinh lý, làm trì hoãn quá trình lão hóa. Nhưng quan điểm đông y cho rằng, khi cơ thể yếu thì bổ sung chất là đúng, nhưng sự hư nhược đó được phân thành nhiều loại, ví dụ như thiếu khí, thiếu máu, ngũ tạng suy nhược. Có nhiều người không tìm hiểu kỹ, thiếu chất này lại bổ sung chất kia, khiến cơ thể bị xáo trộn. Không những không bổ mà bệnh còn nặng thêm. Ví dụ khi không thiếu khí nhưng vẫn bổ khí sẽ gây phấn khích, khó chịu, mất ngủ, nhức đầu, căng phồng bụng, huyết áp và các triệu chứng khác. Đối với người bình thường, chỉ cần duy trì một chế độ ăn uống cân bằng là đủ để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Vì vậy, cách tốt nhất là hãy ăn uống đúng cách, lành mạnh, không nên kiêng khem hay thiên lệch bất kỳ món nào. Đó chính là giải pháp chăm sóc sức khỏe khoa học. Ngoài ra, nếu như cảm thấy cơ thể thật sự cần đến sự hỗ trợ của thuốc bổ, thì bạn nên lựa chọn các giải pháp bổ sung từ thực phẩm tự nhiên trước, sau đó mới nghĩ đến thuốc. Nếu uống thuốc viên bổ sung hay thực phẩm chức năng, cần có sự tư vấn của bác sĩ, không nên tùy tiện tự uống mà lợi bất cập hại. Thứ hai, coi chuyện bị rụng răng là bình thường. Có nhiều người quan niệm rằng, người cao tuổi hay trung niên trở lên, nếu có bị rụng răng thì cũng là điều bình thường, không mấy quan tâm. Thậm chí nhổ xong, vứt luôn chiếc răng mà không nghĩ ngợi gì. Trên thực tế, việc rụng răng ở người cao tuổi còn quan trọng hơn ở trẻ em. Vì khi mất đi một chiếc răng, cấu tạo trong hàm sẽ bị ảnh hưởng, kể cả việc có thể làm tổn thương, xô lệch những chiếc răng khỏe mạnh bên cạnh. Nếu trong dài hạn, răng bị rụng nhiều, việc nhai thức ăn không đảm bảo sẽ làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, từ đó sẽ ảnh hưởng đến việc bổ sung và hấp thu dinh dưỡng của người cao tuổi. Các chuyên gia khuyên rằng, người cao tuổi nên chú ý đến vệ sinh răng miệng, đánh răng buổi sáng và tối, súc miệng sau mỗi bữa ăn, định kỳ kiểm tra răng và lấy cao răng. Nếu bị thiếu răng thì cần bổ sung răng thay thế, chữa trị kịp thời. Tốt nhất là nên duy trì chức năng nhai vì nó ảnh hưởng toàn diện lên sức khỏe và tuổi thọ. Thứ ba, không ăn muối và dầu mỡ để giảm tam cao, gồm huyết áp, mỡ máu, đường huyết. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi người bình thường không nên ăn nhiều hơn một nắp chai muối mỗi ngày vào khoảng 5-6g. Khi xào nấu cũng nên hạn chế cho quá nhiều dầu mỡ để đề phòng nguy cơ gây ra bệnh mỡ máu, bệnh tim mạch vành. Những lời khuyên về giảm dầu mỡ và muối này là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng có những người áp dụng ở mức quá triệt để, tức là họ không hề ăn các chất này. Đây lại chính là sự áp dụng mù quáng và phản tác dụng. Vì vậy chúng ta cần biết rằng, dầu mỡ không phải là kẻ thù của sức khỏe. Lời khuyên hạn chế ăn dầu mỡ là vì hiện nay có nhiều gia đình đang lạm dụng dầu mỡ trong quá trình chế biến, chiên rán liên tục, vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Ngược lại, sau khi biết khuyến cáo, bạn hoàn toàn không ăn dầu muối lại là vấn đề hoàn toàn khác. Bên cạnh đó, nếu giảm quá mức số lượng muối ăn vào cơ thể, sẽ gây ra hiện tượng thiếu natri, làm cho các tế bào thiếu đi tính cân bằng, gây ra phù não, rối loạn chuyển hóa, nhịp tim nhanh, buồn nôn, nôn ói và các triệu chứng khác. Dầu ăn cũng là một chất dinh dưỡng cần thiết. Nếu bạn thường xuyên chỉ ăn đồ luộc, bỏ hẳn dầu mỡ thì sẽ dẫn đến bị thiếu chất.
tài liệu hướng dẫn cách ăn uống lành mạnh của các chuyên gia khuyên rằng mỗi người mỗi ngày nên ăn khoảng 6 gram muối và 25 đến 30 gram dầu mỡ. Do đó, việc kiểm soát lượng dầu và muối phù hợp là một cách tiếp cận khôn ngoan. Thứ tư, ăn thực phẩm để hạ huyết áp thay cho thuốc. Cần tây, mộc nhĩ có tác dụng hạ huyết áp, có tác dụng hỗ trợ trong việc điều trị huyết áp. Có những người mắc bệnh huyết áp nhưng ngại uống thuốc, sợ tác dụng phụ của thuốc nên sau khi tìm hiểu các tác dụng của thực phẩm trong điều trị huyết áp liền bỏ thuốc không uống, nghĩ rằng thực phẩm có thể hoàn toàn thay thế thuốc hạ huyết áp. Thực phẩm tốt cho sức khỏe, có thể hỗ trợ điều trị bệnh nhưng không có nghĩa là có thể chữa bệnh thay thế thuốc trong mọi trường hợp. Bởi khi bệnh nhân bị cao huyết áp, đã được bác sĩ kê đơn uống thuốc thì việc tự ý bỏ thuốc là điều phải xem lại. Thuốc dùng để điều trị các bệnh tương ứng với thực trạng và điều kiện sức khỏe riêng của mỗi người. Nếu bỏ thuốc sẽ dẫn đến sự biến động về huyết áp, ảnh hưởng đến chức năng của huyết quản, tổn hại đến tim, não và các cơ quan quan trọng khác trên cơ thể. Chọn cách uống thuốc là bởi vì thuốc có thể duy trì huyết áp ổn định, ngăn ngừa tổn thương tăng nặng cho cơ thể người bệnh. Vì vậy, gia đình có người cao tuổi hoặc đã bị huyết áp cao phải nhớ rằng thực phẩm không phải là thuốc. Khi có bệnh, phải thực hiện theo hướng dẫn của thầy thuốc, chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục và uống thuốc đúng yêu cầu. Thứ năm, dậy quá sớm để đi tập thể dục buổi sáng. Trong công viên, chúng ta thường thấy có nhiều người tham gia tập thể dục buổi sáng, đặc biệt phổ biến là ở người cao tuổi. Nhưng thực tiễn cho thấy đây không phải là việc được các chuyên gia cho là tốt. Khoảng thời gian trước 5-6 giờ sáng, tùy theo thời tiết, chất lượng không khí không tốt, cây xanh qua một đêm dài không quang hợp, không khí xung quanh tích tụ nhiều khí carbon dioxide. Cơ thể vào buổi sáng thường rất nhạy cảm, thần kinh giao cảm bị kích thích, bệnh tim mạch vành rất dễ xuất hiện, gây nguy hiểm cho sức khỏe. Các chuyên gia sức khỏe khuyên rằng, trong thời gian này, người ở độ tuổi trung niên trở lên nên uống thêm nước trước khi ra khỏi nhà, ăn một chút đồ ăn sáng để phòng ngừa chứng tụt đường huyết. Khi đi tập cũng cần chú ý địa điểm ở nơi công viên, đường chạy bộ hoặc quảng trường có đông người. Đề phòng nếu gặp rủi ro thì luôn có người quan sát thấy để kịp giúp đỡ. Nếu xem thấy thời tiết xấu, mưa hoặc mây mù âm u thì nên chuyển hướng tập thể dục trong nhà thay vì đi ra ngoài để tránh nhiễm cảm gió hay phản ứng với thời tiết xấu. Ở vào độ tuổi trung niên thì việc đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày trở nên phức tạp hơn. Thói quen hàng ngày và một chế độ ăn uống cân bằng rất quan trọng trong việc có thể duy trì được chất lượng cuộc sống của bạn cũng như là tuổi thọ khi mà ở độ tuổi này. Và sau đây sẽ là 6 lưu ý về dinh dưỡng cần thiết cho độ tuổi trung niên. Xin mời quý vị hãy cùng tham khảo nhé. Thứ nhất, lựa chọn thực phẩm phải thận trọng khi đang dùng thuốc. Thực phẩm, rượu và các loại thực phẩm bổ sung có thể phản ứng ngược với thuốc chữa bệnh, làm giảm tác dụng của thuốc hoặc gây nên tác dụng phụ cho cơ thể. Hãy thông báo với bác sĩ và dược sĩ các loại vitamin, chất khoáng và chế phẩm bổ sung dinh dưỡng cùng với chế độ ăn uống hàng ngày để được tư vấn về sự tương tác giữa thuốc với thực phẩm hay rượu. Thứ hai, ăn cá để tăng cường thị lực. Một nghiên cứu cho thấy, những người có chế độ ăn giàu các thực phẩm chứa axit béo omega 3 từ cá sẽ giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, điều vốn được xem là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở những người trên 50 tuổi. Mỗi người cần ăn đủ 2 khẩu phần cá một tuần. Trộn salad rau củ với cá hồi kho cho bữa trưa hoặc chuẩn bị món cá rô phi cũng là lựa chọn hấp dẫn cho bữa tối. Thứ ba, bổ sung canxi vào buổi sáng. Nguy cơ mắc chứng loãng xương tăng theo độ tuổi. Tuy nhiên, hấp thụ đủ lượng canxi và khoảng 1.200mg một ngày đối với những người trên 50 tuổi sẽ giúp ngăn ngừa loãng xương. Để hấp thụ đủ lượng canxi cần thiết, bạn nên uống một cốc nước cam vào bữa sáng và một cốc sữa trong bữa ăn nhẹ trước giờ ăn trưa. Thứ tư, tăng cường trái cây tươi. Chứng táo bón thường hay gặp hơn ở những người có tuổi, vì vậy việc bổ sung chất xơ và nước là rất cần thiết để hỗ trợ tiêu hóa trở nên dễ dàng hơn. Nước và chất xơ là hai thành phần chính có trong trái cây tươi, vậy nên hãy kết hợp nhiều loại trái cây ưa thích như cam, nho, đào, dưa hấu vào chế độ ăn hàng ngày của mình. Thứ năm, điều chỉnh lượng sắt theo khuyến cáo. Sau thời kỳ mãn kinh, phụ nữ chỉ cần 8mg sắt một ngày. Quá nhiều chất sắt có thể sẽ gây hại, đặc biệt với những phụ nữ mắc bệnh nhiễm sắc tố sắt mô, một dạng rối loạn di truyền gây tích tụ sắt trong các cơ quan nội tạng.
Bạn sẽ không phải quá lo lắng khi tiêu thụ những thực phẩm chứa sắt lành mạnh như thịt nạc, đậu hay rau xanh. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng vitamin tổng hợp chứa sắt thì hãy kiểm tra xem liệu bạn có tiêu thụ quá 8mg sắt được khuyến nghị hay không. Thứ 6. Ghi nhật ký ăn uống. Khi dần bước sang tuổi xế chiều, hãy tập thói quen ghi chép chế độ ăn uống vào một quyển sổ theo dõi. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng mọi người thường lơ là theo dõi chế độ ăn uống. Vì vậy, việc ghi nhật ký ăn uống sẽ giúp bạn biết chính xác mức năng lượng bạn tiêu thụ, qua đó giúp bạn điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho phù hợp. Ở độ tuổi nào thì việc ăn uống, dinh dưỡng cũng đều ảnh hưởng tới sức khỏe. Do vậy, hãy xây dựng cho mình những thói quen dinh dưỡng lành mạnh và khoa học để tuổi xế luôn khỏe mạnh và hạnh phúc quý vị nhé!